Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự trên kênh PTP Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên. Hôm nay thứ sáu ngày 16 tháng 7. Thưa quý vị, hôm nay Phú Yên tiếp tục có nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới được ghi nhận. Công tác phòng chống dịch COVID-19 đang được Phú Yên quyết liệt thực hiện để ngăn chặn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi tiếp tục dành phần lớn thời lượng tập trung phản ánh công tác lãnh đạo, chỉ đạo và các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị địa phương cần tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định phòng chống dịch COVID-19 và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Trần Hữu Thế tại cuộc họp giao ban trực tuyến ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 với các đơn vị địa phương trong tỉnh diễn ra vào cuối giờ chiều nay. Sau khi các địa phương đơn vị báo cáo tình hình công tác phòng chống dịch trong ngày, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh nhận định, sau cuộc họp giao ban vào ngày 14 tháng 7, công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã có những bước chuyển biến, năng lực xét nghiệm đã tăng hơn trước. Các địa phương, các sở ngành, đặc biệt lực lượng công an, quân đội, ngành công thương đã có sự vào cuộc quyết liệt hơn trong các mặt công tác, đặc biệt là việc kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, những ngày qua, toàn tỉnh vẫn ghi nhận nhiều ca mắc mới, cho thấy tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt trong các khu cách ly tập trung. Sở Y tế là chỉ đạo cho ngành của mình rồi, nhưng đồng thời cũng có cái sự phối hợp của ban chỉ đạo phòng chống dịch của địa phương á, thì mong các đồng chí á, là sẽ phối hợp chỉ đạo làm sao mà cố gắng bố trí ở trong các cái khu cách ly của mình đấy, thì tốt nhất là có cái khu dành cho người nguy cơ cao, rất cao ấy, và có những khu mà nguy cơ bình thường, hoặc nếu được là chúng ta bố trí hẳn luôn các cái khu riêng, có nghĩa chúng ta phân tầng nguy cơ ra và khi chở cái đối tượng cũng vậy, thì nếu như người mà mình biết là chung một nhà cách trước sau gì cũng thành F0 á, thì chúng ta chở riêng xe thì nó đỡ cái sự lây nhiễm chéo hơn. Đối với công tác quản lý tại các khu vực cách ly nói riêng, việc chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh nói chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Hữu Thế yêu cầu các đơn vị địa phương siết chặt kỷ luật, tăng cường kiểm tra giám sát. Nếu phát hiện các trường hợp vi phạm, kiên quyết xử lý tùy theo mức độ vi phạm. Chúng ta đã gặp đối tượng nào thì chúng ta phải phạt cho nghiêm. Trong lúc này là không thể có ai đứng ngoài cuộc được. Thì tôi nghĩ là trong vấn đề này chúng ta nên có cái sự quyết tâm, quyết liệt như thế. Và phải xử một vài trường hợp làm gương. Mỗi người phải chịu trách nhiệm trước cái sự mà thiếu trách nhiệm của mình, phải trả giá với sự thiếu trách nhiệm của mình. Người dân cũng vậy, cán bộ công chức của chúng ta cũng thế. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu các địa phương phát huy vai trò các tổ COVID cộng đồng, chủ động xây dựng lực lượng tại chỗ tham gia công tác lấy mẫu theo đúng quy định. CDC Phú Yên làm tốt công tác phối hợp với các địa phương trong việc xét nghiệm, trả kết quả, ra soát danh sách những địa phương khu vực nào cần ưu tiên trả kết quả trước. Bây giờ là các huyện phải lập danh sách cụ thể. Bây giờ là hiện tại trên địa bàn tôi có bao nhiêu khu phong tỏa đã đến hạn nhưng mà chưa được có xét nghiệm lần cuối cùng để trả. Và cái việc này phải gọi lên cho ban chỉ đạo qua văn phòng ủy ban tỉnh và gọi lên cho CDC để CDC tổng hợp đánh giá. Và ban chỉ đạo biết thông tin là có chỉ đạo xuống cho tiểu ban xét nghiệm để rồi là đánh giá cái việc nơi nào cần lấy mẫu, nơi nào chưa cần lấy mẫu và lấy là mẫu bao nhiêu trong 2 ngày. Nó mới giải quyết được cái câu chuyện là các địa phương là yêu cầu là giải chấp các khu phong tỏa. Liên quan đến việc triển khai các chốt kiểm soát dịch bệnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị các địa phương cần có sự phối hợp về lực lượng, kiểm soát chặt chẽ cả đầu ra và đầu vào. Cần đặc biệt lưu ý việc chấp hành các quy định phòng chống dịch tại các khu công nghiệp, cảng cá, ngành công thương và các địa phương tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình thực hiện giãn cách tại các chợ. Kiên quyết xử lý các điểm bán hàng tự phát. Đối với kế hoạch tiêm phòng vaccine, phải sớm có kế hoạch, lên danh sách cụ thể số lượng và đối tượng được tiêm. Riêng thành phố Tuy Hòa sớm có báo cáo về việc triển khai thí điểm cách ly tại nhà đối với các đối tượng F1 theo quy định. Hôm nay ngày 16 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Hữu Thế đã ký ban hành quyết định số 970 về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tỉnh Phú Yên. Theo đó, Ban chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tỉnh Phú Yên gồm 11 thành viên do ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh làm trưởng ban. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
trưởng ban chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Các thành viên thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Các thành viên ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh. Các phó trưởng ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị nơi công tác trong hoạt động điều hành thuộc thẩm quyền của ban chỉ đạo, được phép huy động trang thiết bị và điều động các cán bộ nhân sự trong phạm vi công việc được giao. Đồng thời, quyết định số 970 cũng thành lập các tiểu ban tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vaccine, tiểu ban tiêm chủng, tiểu ban an toàn tiêm chủng, tiểu ban giám sát chất lượng vaccine, tiểu ban ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và truyền thông và văn phòng thường trực ban chỉ đạo. Mới đây, Viện Pasteur Nha Trang đã cấp chứng chỉ đào tạo liên tục về kỹ thuật xét nghiệm sinh học phân tử chẩn đoán SARS-CoV-2 cho 15 cán bộ xét nghiệm Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Phú Yên. Với hình thức tập huấn vừa đào tạo vừa xét nghiệm và trực tiếp hướng dẫn cụ thể của Viện Pasteur Nha Trang, đến nay các nhân viên xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã độc lập thực hiện các khâu xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2. Trong thời gian này, Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang căn cứ kết quả đánh giá xác nhận năng lực, công nhận khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Phú Yên tạm thời được phép xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 tại cơ sở mượn của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc Thực phẩm Mỹ phẩm Phú Yên trong thời gian 2 tháng, từ 15 tháng 7 đến 15 tháng 9 năm 2021, để góp phần đáp ứng khẩn cấp cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh và nhu cầu khẳng định của các địa phương, đơn vị khi có yêu cầu. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ số ca mắc COVID-19 còn tăng cao, Ủy ban nhân tỉnh đã có công điện yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Trong đó yêu cầu các địa phương kiểm soát chặt chẽ người từ vùng dịch trở về. Do vậy, công tác kiểm soát dịch bệnh tại các chốt kiểm soát đang được cán bộ chiến sĩ trực chốt kiểm soát dịch bệnh thực hiện nghiêm theo quy định nhằm sớm phát hiện, sàng lọc, ngăn ngừa các trường hợp nghi ngờ với COVID-19. Gần 22 giờ đêm ngày 15 tháng 7, khi hầu hết mọi người dân khu phố 3, phường Phú Lâm, thành phố Thái Hòa đã tắt đèn đi ngủ, thì cán bộ chiến sĩ trực chốt số 4, đường DT-645, phía tây công viên Phú Lâm vẫn kiên trì công việc kiểm tra hành chính, kiểm tra thân nhiệt các tài xế từ các địa phương vào nội thành Thái Hòa. Từ ngày 15 tháng 7 là ngày đầu tiên áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Thái Hòa. Thiếu tá Cao Minh Thứ cho biết, đa số người dân địa phương đều chấp hành các quy định kiểm soát dịch bệnh. Nhiều trường hợp từ địa phương khác về nhưng chưa nắm rõ quy định về kiểm soát của thành phố thì được kiểm tra hành chính và xác định có lý do thật sự chính đáng, điều tra dịch tễ rõ ràng, đo thân nhiệt ổn định mới được phép đi vào thành phố. Thì đối với những phương tiện như đưa người cứu thương thì chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho qua và đồng thời tuyên truyền nhắc nhở cho bà con thực hiện tốt 5K. Về cái công tác phòng chống COVID-19 thì đến thời điểm giờ thì đã bố trí lực lượng trực 24/24 đảm bảo theo cái yêu cầu các đề ra và đồng thời bà con cũng nhận thức rõ cái việc phòng chống COVID-19. Để kiểm soát dịch bệnh lây lan, ngoài thành phố Thái Hòa lập 11 chốt tại các cửa ngõ ra vào thành phố, các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đã thành lập chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Với người dân, trong những ngày này, việc đi lại có bất tiện hơn, nhưng tất cả đều chấp hành nghiêm yêu cầu từ các chốt kiểm soát dịch bệnh với mục tiêu chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Biết là nó phiền chút xíu nhưng mà cũng được, tức là phải cái gì cho đỡ khỏi bệnh, khỏi đau, khỏi lây người này người nọ. Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, từ ngày 23 tháng 6 đến 8 giờ sáng 16 tháng 7, toàn tỉnh ghi nhận 690 ca mắc COVID-19, trong đó thành phố Thái Hòa tiếp tục là địa phương ghi nhận số ca mắc COVID-19 nhiều nhất trong 24 giờ qua. Đây cũng là địa phương hiện có số ca mắc COVID-19 chiếm gần 60% số ca toàn tỉnh. Do vậy, việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội 14 ngày nhằm nhanh chóng kiểm soát khoanh vùng dập dịch là hết sức cần thiết. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và thành phố Thái Hòa yêu cầu người dân từ thành phố Hồ Chí Minh hoặc các vùng dịch khác hoặc có tiếp xúc trực tiếp với các trường hợp nêu trên phải khai báo đầy đủ, trung thực qua website tờkhaiyte.vn. hoặc ứng dụng nCoV Bluezone, phải có giấy xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 tối đa 3 ngày trước khi trở lại. Các trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng đi vào các địa bàn có dịch vẫn phải thực hiện xét nghiệm trước khi đi vào thành phố.
Mặc dù là các đối tượng nó đã di chuyển nhiều, nhưng mà do chúng ta cũng đã có những cái khoanh vùng kịp thời, giãn cách kịp thời và cách ly kịp thời, thì đến giờ này thì số lượng vẫn còn ngoài cộng đồng là điều chắc chắn. Nhưng mà chúng ta đã có các biện pháp và ý thức người dân cũng đã được nâng cao. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Hữu Thế cũng yêu cầu Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các chốt trạm kiểm soát giao thông và chính quyền cấp xã tăng cường quản lý siết chặt tất cả mọi cửa ngõ, cả đường bộ, đường thủy và đường biển. Trong đó đặc biệt lưu ý là các đường mòn, lối mở, đảm bảo người vào tỉnh đều phải khai báo y tế và được xử lý đúng quy định phòng chống dịch. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo rà soát địa bàn, quản lý theo tinh thần đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, kịp thời phát hiện người từ các địa bàn đang có dịch trở về Phú Yên nhưng không khai báo hoặc khai báo không trung thực để cưỡng chế đưa đi cách ly tập trung. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày ca dương tính đầu tiên với SARS-CoV-2 được phát hiện vào ngày 28 tháng 6, đến nay xã Ea Trôn, huyện Sông Hinh có 21 ca mắc COVID-19. Để phòng chống dịch hiệu quả, xã Ea Trôn phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và sự chung tay của các cơ quan, nhà hảo tâm giúp người dân Ea Trôn yên tâm chấp hành các quy định phòng chống dịch. Buôn làng vắng lặng khác với không khí náo nhiệt của những ngày thường. Các ngôi nhà đóng kín cửa. Những mái nhà dài của người Ê Đê vốn san sát nhau, không có tường cách ngăn, nay được bà con dựng vách ngăn bằng ý thức chung, chấp hành nghiêm phòng chống dịch. Đó là những hình ảnh đang diễn ra tại nhiều buôn vùng đồng bào dân tộc xã Ea Trôn, Sông Hinh, khi liên tiếp địa phương này phát hiện các ca dương tính với SARS-CoV-2. Sống trong khu phong tỏa, đã 10 ngày qua, bà Mỹ Khoa ở buôn bầu xã Ea Trôn luôn chấp hành theo các quy định phòng chống dịch của chính quyền địa phương. Không đi làm, không giao tiếp với nhà bên, chấp hành đeo khẩu trang để không lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Dịch bệnh ập đến, nhưng bà con không phải lo cho cái ăn hàng ngày. Gia đình có 4 người, gần 2 sào lúa nước, đàn bò 9 con đều nhờ cậy cán bộ địa phương chăm lo và tất cả ổn định. Nhà nước mới cho mình ngày 2 bó. Mình ở nhà, mình phải đeo khẩu trang, không đi đâu, không ra ngoài, không đi làm. Cái gì thiếu là nhà nước cho hết. Xã Ea Trôn có 8 thôn buôn. Do có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, nên hai buôn Ly và buôn Bầu với 371 hộ, hơn 80% số hộ là người đồng bào dân tộc thiểu số, phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Đã hơn 10 ngày qua, chính quyền xã Ea Trôn đã gắn trách nhiệm cán bộ đảng viên cùng vào cuộc hỗ trợ bà con chống dịch với tinh thần khẩn trương, quyết tâm cao nhất. Là buôn đồng bào dân tộc thiểu số, tập quán sống chung nhiều thế hệ và sinh hoạt cộng đồng, nhà ở cạnh nhau, không có tường cũng chẳng có vách ngăn, nên công tác tuyên truyền cho bà con về các biện pháp phòng chống dịch được đặt lên hàng đầu. Xã Ea Trôn cũng đã kích hoạt lại 8 tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng. Lực lượng đảng viên làm nòng cốt, mỗi thôn buôn có một tổ tuyên truyền cho bà con hàng ngày chấp hành quy định phòng chống dịch, hỗ trợ lực lượng y tế hướng dẫn cho bà con trong lấy mẫu xét nghiệm trong các khu phong tỏa, truy vết F1, F2, phân loại người có nguy cơ để tiến hành cách ly kịp thời. Đã cũng đã thực hiện nhờ các cái mạnh thực quân, rồi các cấp, các chính quyền, các cấp trên thì đã hỗ trợ cái lương thực thực phẩm và anh em thì cũng đảm bảo phân phát cho bà con lương thực thực phẩm đầy đủ. Đến nay thì cũng chưa có hộ nào là phải thiếu hoặc là thiếu đói ở trong khu phong tỏa. Cùng với việc truy vết nhanh, tuyên truyền sâu, xã Ea Trôn cũng đã triển khai các biện pháp chăm lo đời sống cho bà con trong khu phong tỏa. Huyện đã bố trí kịp thời nhu yếu phẩm đến từng gia đình, đảm bảo cho bà con đủ điều kiện sống hàng ngày, không để bà con thiếu thốn, kể cả sản xuất vẫn được duy trì ổn định. Xã cũng đã kiến nghị với Ủy ban huyện để rồi hỗ trợ và đến nay thì xã đã nhận được 400 cuộn rơm để mà cung cấp cho hai buôn trong số lượng mà bò trong khu phong tỏa, cho nên bước đầu thì cũng đỡ tạo điều kiện là tốt cho cái bò ăn trong cái vùng phong tỏa. Trong cái vùng đồng bào dân tộc thì nó có những cái đặc thù với cái tập quán sản xuất là bà con là chăn nuôi bò đàn, rồi là vấn đề sản xuất lúa nước, cho nên là vấn đề mà đỡ và vừa làm cái tốt cái công tác phòng chống dịch cũng như là đảm bảo cái sản xuất cho bà con và đỡ cho bà con yên tâm thực hiện cái các cái biện pháp chống dịch của địa phương đưa ra đấy. Nhờ phong tỏa, kiểm soát chặt và truy vết nhanh trong khu vực giãn cách, nên đã nhiều ngày qua, tại xã Ea Trôn cũng như các buôn đồng bào dân tộc thiểu số ở Sông Hinh không phát sinh thêm trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin phòng chống COVID-19 đáng chú ý khác.
Ngày 16 tháng 7 năm 2021, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh có văn bản số 286 về việc thời gian cách ly thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19. Theo đó, để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành liên quan và địa phương tập trung thực hiện tốt một số nội dung như sau. 1. Việc quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19, Sở Y tế chủ động nghiên cứu triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại quyết định số 3416 ngày 14 tháng 7 năm 2021. 2. Điều chỉnh giảm thời gian cách ly y tế từ 21 ngày xuống 14 ngày cho các đối tượng thuộc diện cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh, đồng thời phải thực hiện xét nghiệm ít nhất 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 trong thời gian cách ly y tế tập trung, tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú 14 ngày tiếp theo và thực hiện xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ 7 và ngày thứ 14 trong thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú, thực hiện nghiêm việc quản lý giám sát cách ly, bàn giao và theo dõi giám sát y tế sau cách ly, đảm bảo không để lây nhiễm chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. 3. Việc lập danh sách vận chuyển tổ chức phân loại nguy cơ đối tượng cách ly có ý nghĩa rất quan trọng trong phòng chống lây nhiễm chéo, khống chế dịch bệnh. Vì vậy, cần lưu ý thêm các nội dung sau. Khi phát hiện F0, phải tổ chức điều tra truy vết thật nhanh người tiếp xúc gần, lập danh sách đầy đủ địa chỉ nhà, nơi lưu trú, số điện thoại cá nhân, tên và số điện thoại của người nhà khi cần báo tin tất cả người tiếp xúc gần và phân loại theo nhóm có nguy cơ cao và nguy cơ để lên phương án cách ly phù hợp. Tốt nhất nên thiết lập cơ sở cách ly tập trung dành riêng cho người tiếp xúc gần, những người sống trong cùng hộ gia đình, sống cùng nhà, cùng phòng ở, cùng phòng làm việc, vì những người này có nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn các đối tượng cách ly tập trung khác. Trong trường hợp không có cơ sở cách ly riêng, thì trong cơ sở cách ly tập trung cần bố trí phân khu cách ly dành riêng cho những người tiếp xúc gần. Trong công tác vận chuyển F1 đến khu cách ly tập trung, phải bố trí xe vận chuyển theo từng nhóm nguy cơ để hạn chế lây chéo trong lúc vận chuyển. Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa vừa ban hành quyết định thí điểm cách ly y tế tại nhà để phòng chống dịch COVID-19 cho người tiếp xúc gần F1 trên địa bàn, thời gian áp dụng từ ngày 15 tháng 7. Theo đó, các trường hợp F1 được cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú 14 ngày liên tục kể từ ngày bắt đầu có quyết định cách ly. Riêng người đã được cách ly tập trung 7 ngày thì tiếp tục cách ly tại nhà 7 ngày. Sau cách ly tại nhà, tiếp tục theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo. Theo đó, người cách ly tại nhà phải chấp hành nghiêm các quy định về thời gian cách ly y tế, có cam kết với chính quyền địa phương, không ra khỏi phòng cách ly trong suốt thời gian cách ly, không tiếp xúc với người trong gia đình cũng như những người khác, không tiếp xúc với động vật nuôi. Người cách ly luôn thực hiện thông điệp 5K và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, cài đặt, bật và khai báo y tế hàng ngày trên ứng dụng VHD hoặc Bluezone trong suốt thời gian cách ly. Đặc biệt, khi có biểu hiện nghi ngờ ho, sốt, đau rát họng, khó thở thì phải cập nhật ngay trên ứng dụng VHD hoặc Bluezone và báo ngay cho cán bộ y tế. Trường hợp không thể tự đo thân nhiệt thì cán bộ y tế hoặc người chăm sóc hỗ trợ nếu có sẽ đo cho người cách ly. Các F1 cách ly tại nhà phải được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ khi bắt đầu cách ly. Sáng nay, huyện Sông Hinh đã có thông báo dừng hoạt động các chốt kiểm soát phong tỏa tại khu dân cư xóm Nam thuộc khu phố 3 thị trấn Hai Riêng, xóm Làng Huế thuộc thôn Hiệp Hòa, xã Đức Bình Đông, chuyển từ giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 sang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Các khu dân cư trên có tổng số 151 hộ được phong tỏa từ ngày 30 tháng 6, ngay sau khi phát hiện có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng trên địa bàn huyện. Sau 15 ngày cách ly xã hội, dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát. 3 lần xét nghiệm cộng đồng, không phát hiện thêm trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 huyện Sông Hinh yêu cầu các địa phương trên không được chủ quan lơ là, tiếp tục thực hiện nghiêm túc giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, triển khai đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Như vậy, hiện tại huyện Sông Hinh còn 4 khu dân cư phong tỏa theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đó là Buôn Bầu, Buôn Ly, xã Y Trôn, Buôn Hai Clóc, xã Y Bia, và một phần khu phố 2, thị trấn Hai Riêng. Cũng trong sáng ngày 16 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện Tuy An quyết định kết thúc việc phong tỏa thôn Tân Hòa, xã An Hòa Hải sau hơn 15 ngày thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại khu dân cư này. Sau khi tháo gỡ biện pháp phong tỏa, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Tuy An yêu cầu người dân nơi đây tiếp tục thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Đây là khu dân cư đầu tiên ở huyện Tuy An kết thúc việc phong tỏa và hiện nay trên địa bàn huyện còn có 15 cụm dân cư của 9 trên 15 xã thị trấn đang thực hiện phong tỏa để phòng chống dịch COVID-19. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh báo cáo nhanh thông tin về công tác phòng chống dịch COVID-19 từ 8 giờ ngày 16 tháng 7 năm 2021 đến 17 giờ ngày 16 tháng 7 năm 2021 như sau.
Toàn tỉnh phát hiện 5 ca nhiễm SARS-CoV-2, lũy kế 695 ca, trong đó thành phố Tuy Hòa 3 ca, lũy kế 407 ca, huyện Phú Hòa 2 ca, lũy kế 67 ca, thị xã Đông Hòa 0, lũy kế 39 ca, huyện Tuy An 0, lũy kế 86 ca, huyện Đồng Xuân 0, lũy kế 2 ca, huyện Sông Hinh 0, lũy kế 29 ca, huyện Sơn Hòa 0, lũy kế 60 ca, huyện Tây Hòa 0, lũy kế 4 ca, thị xã Sông Cầu 0, lũy kế 1 ca. Số F1 được xác định 45 trường hợp, lũy kế 4.282 trường hợp. Số F2 mới phát hiện 196 trường hợp, lũy kế 13.264 trường hợp. Tình hình giám sát và xét nghiệm, cách ly tại cơ sở y tế 46, lũy kế 1.260, cách ly tại cơ sở cách ly tập trung 29, lũy kế 4.551, hoàn thành cách ly 243, cách ly tại nhà nơi lưu trú 454, lũy kế 24.031, hoàn thành cách ly 1.099. Đã lấy mẫu làm xét nghiệm PCR 4.600, kết quả âm tính 2.086, dương tính 5, nghi ngờ 34, đang chờ kết quả 2.475. Thông báo khẩn số 40 về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ. Tiếp theo các thông báo khẩn từ ngày 23 tháng 6 năm 2021 đến ngày 15 tháng 7 năm 2021, Sở Y tế Phú Yên thông báo. Người từng có mặt tại địa điểm bến xe phía Nam Tuy Hòa, địa chỉ phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, buổi chiều các ngày 9 tháng 7 2021 và 10 tháng 7 2021, yêu cầu liên hệ ngay với trạm y tế nơi cư trú theo danh sách đính kèm để khai báo y tế hoặc gọi điện thoại đường dây nóng Sở Y tế Phú Yên số 096 339 1414 hoặc 083 429 1679 để được hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19. Khuyến cáo người dân khi có các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, cần gọi đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, không được tự ý mua thuốc để điều trị. Đề nghị các sở ban ngành địa phương phối hợp thông báo đến người dân biết thực hiện. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin khác. Sáng nay, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc bàn giải pháp phát triển ngành tôm năm 2021 và triển khai quyết định số 339 ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Tham dự tại điểm cầu Phú Yên có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các doanh nghiệp thủy sản trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến đề nghị các ngành địa phương thực hiện tốt kế hoạch sản xuất tôm nước lợ năm 2021, chỉ đạo thực hiện tốt các quy định về điều kiện nuôi, đăng ký đối tượng nuôi chủ lực, triển khai các đề án chương trình phê duyệt hiệu quả, tăng cường công tác quan trắc, cảnh báo môi trường các vùng nuôi tôm tập trung để kịp thời đưa ra khuyến cáo và cảnh báo nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người nuôi, đồng thời phục vụ công tác chỉ đạo sản xuất nuôi trồng thủy sản bền vững. Các ngành địa phương cần quản lý chặt chẽ chất lượng tôm giống, vật tư thủy sản, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ mới để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế. Tích cực phối hợp xử lý tháo gỡ các rào cản kỹ thuật, phát triển thị trường tiêu thụ cho sản phẩm tôm Việt Nam, hướng đến mục tiêu của chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất thủy sản đạt 3-4% mỗi năm. Tổng sản lượng thủy sản sản xuất trong nước đạt 9,8 triệu tấn, giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 14 đến 16 tỷ đô la Mỹ, giải quyết việc làm cho trên 3,5 triệu lao động. Để kịp thời động viên cán bộ chiến sĩ phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, chiều qua ngày 15 tháng 7, Thượng tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm kiểm tra tại các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Tây Hòa. Đến thăm kiểm tra tình hình phòng chống dịch bệnh tại điểm cách ly tập trung số 2 ở thôn Tân Mỹ, xã Hòa Phú và khu cách ly phong tỏa ở xóm Lẫm, thôn Ngọc Lâm 1, xã Hòa Bí Tây, huyện Tây Hòa, Thượng tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận những cố gắng nỗ lực của lực lượng công an ở tuyến đầu phòng chống dịch bệnh, đồng thời động viên lực lượng công an làm nhiệm vụ tại các chốt, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần chống dịch như chống giặc, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an ninh trật tự tại các chốt, phân công lực lượng hợp lý, chia ca trực chốt để vừa thực hiện tốt nhiệm vụ, vừa đảm bảo sức khỏe cá nhân, góp phần cùng toàn lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 28 tháng 7 năm 2021, thành phố Tuy Hòa tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tại các khu vực phong tỏa thuộc thành phố Tuy Hòa. Cụ thể, tại các vùng có nguy cơ rất cao, ngành y tế sẽ tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm 4 lần trong vòng 14 ngày. Trong đó, tại vùng lõi sẽ lấy mẫu đơn PCR, vùng ven khu dân cư phong tỏa sẽ tiến hành lấy mẫu gộp PCR. Còn đối với vùng có nguy cơ cao, ngành y tế tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm 2 lần trong vòng 14 ngày.
Trong đó, tại khu cách ly tập trung, bệnh viện điều trị COVID-19 sẽ tiến hành lấy mẫu đơn PCR. Các vùng còn lại của 16 phường xã sẽ tiến hành lấy mẫu gộp PCR hoặc test nhanh. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các tổ chức tín dụng Phú Yên đã đồng loạt xem xét giảm lãi suất, cơ cấu lại nợ, cho vay mới với lãi suất ưu đãi, đồng thời luôn sẵn sàng nguồn vốn để đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu đầu tư sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Mới đây, vì đang cần tiền để đầu tư phát triển kinh tế của gia đình, nên anh Trần Thanh Tuấn, thành phố Tuy Hòa, quyết định đến ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên để tìm hiểu các thủ tục để vay vốn. Anh Toàn chia sẻ, chỉ cần mình làm đúng theo phương án vay vốn đề ra ban đầu và có tài sản đảm bảo là ngân hàng xét duyệt cho vay. Cũng mong muốn ngân hàng giảm lãi suất cho bà con được đỡ cái que cơn hoạn nạn Covid này. Thực hiện các giải pháp tháo gỡ và chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, hộ dân vay vốn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Đến nay, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, rộng cửa với người dân, doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn và tạo điều kiện thuận lợi tối đa để khách hàng tiếp cận vốn ngân hàng, phục vụ sản xuất kinh doanh. Nhiều đơn vị cũng có chính sách miễn phí chuyển tiền, cấp hạn mức nhanh cho doanh nghiệp vay tín chấp để trả lương cho người lao động. Nhưng khách hàng phải chứng minh dòng tiền cũng như hiệu quả của dự án sản xuất kinh doanh để tạo sự tin tưởng đối với ngân hàng. Ngân hàng chính sách cũng đã tăng cường công tác giải ngân đối với những cái điểm giao dịch xã mà vì dịch bệnh mà không thể thực hiện được thì chúng tôi cũng sẽ có cái lịch để dời vào cái ngày phù hợp nhất để làm sao lại đưa cái nguồn vốn đến người dân kịp thời nhất trong cái giai đoạn dịch bệnh hiện nay. Thì cũng đã hỗ trợ cho khoảng tầm 511 khách hàng có đánh giá là ảnh hưởng bởi dịch Covid với cái doanh số dư nợ là gần 642 tỷ và cơ cấu miễn giảm lãi cho khoảng tầm là 47 khách hàng với gần 50 tỷ. Từ năm 2020 đến nay, để giảm bớt khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19, tăng khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng đối với nền kinh tế, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Phú Yên đã liên tiếp điều chỉnh giảm 3 lần các mức lãi suất điều hành với tổng mức giảm từ 1,5 đến 2% mỗi năm, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Nhà nước với chi phí thấp hơn. Qua đó có điều kiện giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng phục hồi sản xuất kinh doanh. Tích cực triển khai cái sự phối kết hợp với các sở ban ngành để tìm kiếm cái khó khăn và cái giải pháp để khắc phục khó khăn trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh ở trên địa bàn tỉnh, nhất là trong lĩnh vực là nông lâm thủy sản vốn dĩ là thế mạnh và cũng là chiếm cái tỷ trọng khá cao trong cái nền kinh tế trên địa bàn tỉnh. Thời điểm giãn cách xã hội hiện nay, các tổ chức tín dụng ở Phú Yên cũng chú trọng thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo cung ứng đủ vốn cho nền kinh tế, không để quá trình lưu thông tiền tệ bị đứt gãy, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ dân trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh Phú Yên vừa hỗ trợ dựng 5 nhà bạc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Các nhà bạc được cán bộ chiến sĩ công an tỉnh dựng ngay trước sân Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ dịch luôn tiềm ẩn trong cộng đồng, nên việc dựng các nhà bạc tại đây sẽ giúp Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai các hoạt động chuyên môn cần thiết như thiết lập các bốt sàng lọc, phân luồng, tạo dựng khu vực chờ cho bệnh nhân, đảm bảo thực hiện giãn cách, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Đây là một trong những hoạt động thiết thực của lực lượng công an Phú Yên, góp phần cùng các lực lượng chức năng và cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sáng ngày 16 tháng 7, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sông Hinh phối hợp Ủy ban nhân dân xã Trước Bình Tây triển khai và trực tiếp xuống từng nhà dân để tuyên truyền cho cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân cài đặt ứng dụng Bluezone, khẩu trang điện tử và quét mã QR cho các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn, đồng thời hướng dẫn hội viên phụ nữ và nhân dân đeo khẩu trang đúng cách phòng chống dịch COVID-19. Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sông Hinh, đến thời điểm này, hội cùng với các cơ sở hội đã trực tiếp hướng dẫn cho gần 1.500 cán bộ hội viên phụ nữ người dân cài đặt thành công ứng dụng Bluezone. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại chương trình này tại địa chỉ www.vtvphuyen.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.